Chó của nhà nghèo. Của bà đây. Ăn đi chú mày. Phần mỗi người chỉ được một củ thôi. Ăn đi. Mày cũng đói lắm rồi còn gì. Tội nghiệp. Nhà mình nghèo nên nó phải chịu khổ. Suốt ngày chỉ có khoai với sắn. Đi nào chú mày. Mới sáng ra đã sủa inh ỏi, đau hết cả đầu. Nhìn mới đáng ghét làm sao. Thôi nào, đừng sủa nữa, ta đi thôi. Tôi chỉ mong nó bị hội trộm bắt đi luôn đi, cho rảnh. Được thế thì đã tốt quá. Đêm đến, cứ thi thoảng nó lại sủa ầm lên, làm tôi giật cả mình, bực không chịu được. Mệt quá, nghỉ tí đã. Chà, đã thật. Vàng, Vàng ơi, Vàng, mày đâu rồi? Vàng, Vàng ơi. Mày làm cái gì ở đây thế? Mau lại uống nước đi nào. Quái lạ, nó làm gì ở đây thế nhỉ? Hay nó tìm thấy cái gì? Mày hôm nay làm sao vậy? Sao lại bới đất lên làm gì? Ra đây ngồi nghỉ cho mát. Cứ như là nó muốn bảo mình đào chỗ ấy lên ấy. Hay dưới này có cái gì? Thử xem nào. Có gì đâu chú mày. Gì thế nhỉ? Hả? Vàng, vàng thật ư? Ông còn nằm ườn ra đấy được à? Ông đã biết tin gì chưa? Tin gì mà bà hốt hoảng thế? Hả? Thật, thật hả? Thật. Thế phải làm thế nào bây giờ? Giá mà chúng ta có được nó, chỉ còn cách này thôi. Cách gì? Nghe đây. Đi mau, chỉ chỗ có vàng cho bọn ta. Có đi không thì bảo. Thấy chưa? Mày tìm gì mà lâu thế? Lại thích ăn đòn phải không? Hay quá, chắc đây rồi. Chúng ta sắp vào cầu rồi. Mau đào đi thôi. Được, được, đào ngay. Xem nào, một hũ to không nào. Ôi, 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 rắn, cứu với, cứu với. Con trai, con gái. Vợ ơi, vợ, anh về rồi đây. Sao nay anh về sớm thế? Ừ, nay nhà máy hết việc nên anh xin về sớm. Nay em đi khám, bác sĩ bảo sao? Con khỏe. Anh nhìn ảnh siêu âm này, còn đang múc tay đấy. Chắc lại háo ăn giống hai chị rồi. Con khỏe là tốt rồi. Em này, thế bác sĩ có báo con giống anh hay giống em? Bác sĩ bảo con lại giống các chị rồi. Thế à? Ừ, anh biết rồi. Mẹ ơi, bao giờ bố về? Con đói lắm rồi ạ. Hai đứa ăn cơm trước đi, rồi còn học bài để mẹ đợi bố. Vâng ạ. Anh uống ở đâu mà nhiều thế? Ờ, anh gặp lại bạn cũ có uống vài chén. Lâu lắm anh ấy có uống rượu đâu. Sao nay lại... Lại con gái. Lại là con gái. Chắc anh ấy đang rất buồn. Anh ấy mong một đứa con trai như thế cơ mà. Về thôi Hiếu. Vâng, em chuẩn bị về đây. À, em bé nhà cậu biết con trai hay gái chưa? Dạ, chưa anh. Cố lấy một đứa con trai, sao về già còn có chỗ nương tựa.
con gái lấy chồng xa là đi mất thôi. Ờ, vâng, thì em cũng đang cố đi. Ừ, về thôi, cố bồi dưỡng cho quý tử nha. Dạ. Ừ, anh đây. Anh đang ở đâu thế? Về giúp em tắm cho hai đứa, nay em hơi mệt. Anh có việc. À, lát nữa anh về, mua cho em hộp sữa dinh dưỡng cho bà bầu nhé. Bác ơi, vá giúp cháu cái xe. Vâng, anh cứ để đây. Bố, bố để đấy con làm cho. Bố rửa tay nghỉ ngơi rồi ăn cơm trước đi ạ. Ừ, thế con làm đi. Bố ngồi chờ con ăn cả thế cho vui. Con mua hai chiếc áo mới cho bố, sao bố không mặc? Cứ cất tủ thế. Ôi dào, dầu mỡ suốt ngày thế này, mặc áo trắng thì hỏng hết con à. Con đoán quá, lần sau con sẽ chọn màu tối hơn. Mà hộp sữa con mua bồi dưỡng cho bố vẫn còn nhiều quá. Bố phải chịu khó uống sữa mới có sức làm việc chứ. Ừ, bố quên mất đất, mai bố sẽ uống. Ờ, con gái bác giỏi thế, biết cả sửa chữa xe máy cơ đấy. Con gái cũng có thể làm được việc đàn ông chứ sao. Đứa nào thương cha, thương mẹ là làm được hết. Chắc cụ không có con trai nhỉ? Tôi có một trai, một gái. Ôi chà, nhất bác rồi còn gì nữa. Điểm 10 cho chất lượng. Sung sướng gì đâu cậu. Trước tôi sai lầm, coi trọng con trai. Cả nhà có thằng nói giỏi nên nuông chiều nó lắm, nên nó sinh hư. Nó giờ có thèm ngó ngàng gì đến chúng tôi đâu. Đúng là con hư tại cha mẹ. Phận già này cũng không dám quán trách gì nó. May mà vợ chồng tôi còn có cô con gái này hiểu chuyện. Nó ngoan ngoãn, hiền lành. Giờ tôi mới hiểu con nào cũng được, chỉ quan trọng nuôi dạy thế nào thôi. Của anh xong rồi đây, hết 15.000. Gửi cô này, anh đưa tiền cho bố em với. Bố, chúng ta cùng ăn cơm thôi, mà buổi tối cứ nghỉ ngơi, mình con làm cũng được rồi mà. À, con mới mua lọ thuốc bổ cho bố, lát ăn cơm xong bố nhớ uống nhé. Anh về rồi hả? Mau vào ăn cơm thôi. Sao mọi người không ăn cơm trước đi? Chúng con muốn đợi bố về cùng ăn. Sao dạo này bố không ăn tối ở nhà với chúng con? Hay là chúng con chưa ngoan hả bố? Không, các con của bố ngoan lắm. Anh ăn cơm đi rồi còn nghỉ. Có việc gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe chứ. Các con ăn nhanh còn đi ngủ, muộn rồi đấy. Vâng ạ. Em ăn đi này, đang có bầu cần phải tẩm bổ chứ. Các con cũng ăn nhiều vào nhé. Anh tính rồi, vợ chồng mình đẻ nốt công chúa nhỏ này rồi sẽ kế hoạch. Còn tập trung vào làm ăn, nuôi dạy các con. Anh nói thật chứ? Sao lại không? Con trai hay con gái đều là con. Miễn là chúng ta cố gắng nuôi dạy các con ngoan ngoãn, lớn lên thành một công dân lương thiện và có ích em à. Vâng, em biết rồi. Quả táo trường sinh và chai thuốc linh dược. Ngày xưa, có vị vua già cai trị một vương quốc vô cùng rộng lớn. Do tuổi đã cao, nhà vua đau ốm liên miên, đôi mắt cũng dần trở nên mù lòa. Một ngày nọ, có một vị tu sĩ tìm đến cung vua. Muôn tâu bệ hạ, thần từng nghe kể rằng nơi tận cùng của vương quốc này có một dòng suối thần, nước ở đó có thể khiến người khỏi hết mọi bệnh tật. Cạnh dòng suối có một cây táo trường sinh, chỉ cần ăn một quả thôi cũng có thể giúp cơ thể cường tráng trở lại. Hả? Có thứ linh dược kỳ diệu như vậy trên đời ư? Đúng vậy thưa bệ hạ, chỉ có điều đường xa xa xôi, hiểm trở, để lấy được thứ thuốc thần diệu đó thật không dễ dàng gì. Thưa cha, con xin được đi tìm thứ thuốc thần đó về chữa bệnh cho cha. Khá lắm con trai của ta, con nhớ đi đường cẩn thận, cha mong chờ tin con. Được sự đồng ý của vua cha, hoàng tử cả hăm hở lên đường. Hỡi chàng trai tốt bụng, chàng có thể giúp tôi xây lúa được không? Xin lỗi cô, nhưng tôi đang có việc quan trọng hơn phải làm rồi.
Này bà lão, bà có thể chỉ cho ta biết đường đến con suối thần đi hướng nào được không ạ? À? Con suối thần đó ở ngay đằng sau ngọn núi này thôi. Nhưng giờ trời đã tối, cậu hãy tá túc lại đây một đêm đi. Sáng mai ta sẽ đưa cậu tới đó. Cậu hãy lại chiếc giường kia mà nằm nghỉ. Dạ, cảm ơn bà lão. Cha cha, đi cả chặng đường dài, lưng ta ê ẩm hết cả rồi. Nhà ngươi thật ngu ngốc, đã bị rơi vào bẫy của ta, hãy chịu nhục dưới đó đến mãn kiếp đi. Anh còn đi đã lâu mà chưa thấy tin tức gì, lòng cha thực sự vô cùng lo lắng. Thưa cha, xin cha cho con được đi tìm anh ạ. Không được, được đi gian nan trắc trở, anh con giờ bạc vô âm tín, nhỡ con đi rồi cũng không trở về, cha biết dựa vào ai đây? Cha yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm được anh và bình an trở về ạ. À. Hoàng tử Úc mãi miết đi ngày đi đêm. Chả mấy chốc, căn nhà nhỏ trong khu rừng đã hiện ra trước mắt chàng. Chàng trai trẻ, chàng có thể giúp ta xay lúa được không? Công việc này thật là nặng nhọc. Nhưng ta chỉ giúp cô được một lúc thôi, vì ta đang có việc gấp, cần phải làm ngay. Cảm ơn chàng, chàng thật tốt bụng. Nhờ có Hoàng tử Úc giúp đỡ, chả mấy chốc công việc xay lúa đã hoàn thành. Này cô gái, cô có thấy một chàng trai trẻ cưỡi ngựa qua đây tìm đến dòng suối thần không? Tôi biết người đó hiện đang bị nhốt dưới hầm của bà cô phù thủy của tôi. Tất cả những ai tìm đến dòng suối thần sẽ bị giam ở đó cho đến chết. Đó là anh trai của tôi. Bà ấy ở đâu? Hãy chỉ cho tôi với. Tôi phải đến cứu anh trai của mình. Một mình chàng không đấu lại được bà ấy đâu. Bà ấy vô cùng hiểm ác. Nhưng tôi không sợ bà ấy. Bằng mọi giá, tôi sẽ tìm cách cứu anh trai của tôi và lấy thuốc thần về chữa bệnh cho cha tôi. Nếu chàng đã kiên quyết như vậy, ta sẽ có cách giúp chàng. Thật vậy sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy là cô gái lên ngựa cùng với Hoàng tử Úc thẳng hướng đến nhà mụ phù thủy. Để tới dòng suối thần, chàng phải cho ngựa nhảy qua hàng rào cạnh nhà bà ấy. Nhớ, không được chạm vào hàng rào. Nếu không, những chiếc chuông sẽ vang lên và bà ấy sẽ phát hiện ra chàng đó. Vậy còn anh trai ta, làm sao để cứu được anh ấy? Chàng đừng lo, tôi biết một cửa vào bí mật dẫn tới căn hầm chứa, sẽ cứu anh trai của chàng ra an toàn. Chúng ta hãy hẹn gặp nhau ở nhà của tôi nha. Mở ra nào, đá thần. Cô gái, làm ơn hãy cứu tôi với. Khẽ chứ, ta sẽ cởi trói cho chàng. Giờ chúng ta hãy mau trốn thôi, không muộn ta phát hiện thì nguy. Hãy khoan, tôi còn có việc phải làm. Cuối cùng ta cũng tới được dòng suối thần rồi. Vậy là ta đã lấy được quả táo trường sinh và thuốc linh dược rồi. Thôi chết rồi, tiếng chuông sẽ báo động một phù thủy mất. Dám tới chỗ dòng suối thần mà chưa được sự cho phép của ta sao? Hôm nay là ngày tận thế của ngươi rồi. Đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta. Sao tự dưng mày lại dừng lại thế này? Tên khốn, dám buộc đuôi ngựa của ta. Chắc hẳn là cô gái đoán trước nên giúp đỡ ta bằng cách buộc đuôi con ngựa của mụ phù thủy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, bà phù thủy đã bắt được ta rồi. Chàng đừng để tâm, đó là việc ta nên làm mà.
Nhưng việc cô cứu anh trai ta ra thế này, nếu bà ấy biết chuyện có thể sẽ làm hại đến cô mất. Chi bằng hãy theo ta về lâu đài để tránh sự trả thù của bà ta. Dạ thưa cha, đây là thuốc linh dược và quả táo trường sinh ở nơi tận cùng vương quốc, con xin dâng lên cho người ạ. Con trai ta khá lắm, không những cứu được anh trai mà còn lấy được thuốc thần mang về cho ta. Thật tuyệt vời, mắt ta đã sáng trở lại rồi. Ta cảm thấy trong người khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Giỏi lắm con trai của ta, còn xứng đáng là người thừa kế vương quốc này. Nhờ lập được công lớn, hoàng tử Úc đã được đức vua truyền cho ngôi báo. Chàng lấy cô gái xây lúa làm vợ, cùng nhau sống hạnh phúc suốt cuộc đời. Sao ba nói dối con? Xong chưa con gái ơi? Con xong rồi ba ơi. Con chào ba ạ. Học ngoan nhé con gái. Anh hai, tôi đến rồi đây, bắt đầu tính công cho tôi nha. Cậu Hải đây rồi, hôm nay có làm thêm được không? Hàng về nhiều quá mà người ta lại cần bốc gấp. Dạ được được, anh cứ để tôi. Chà, cuối cùng thì cũng xong. Chưa bao giờ làm cả ngày, không ngơi tay như hôm nay. Không ngờ nhiều hàng đến vậy. Mệt hơn một tí, nhưng được thêm nửa công. Cuối năm sắm được tí Tết cho con là mừng rồi. Hôm nay mình làm còn nhanh hơn mình nghĩ đấy. Nhanh cái gì? Hơn 5 giờ rồi chứ sớm đâu. Thôi chết, đã hơn 5 giờ rồi. Tôi phải về trước đây. Vội gì thế? Sao không đi làm chén nước cho đỡ khát đã? Ba xin lỗi, hôm nay ba bận giải quyết nốt chút công việc. Không sao đâu ba ạ, ba con mình về đi. Con đói chưa? Con đói lắm rồi. Ba con mình qua chợ mua con cá nấu canh chua nha. Yeah, tuyệt quá. Hoan hô ba. Ăn đi con, ăn nhiều vào con, cá chép bổ lắm. Cứ gấp cho con mãi thế. Con học hành cả ngày vất vả, ăn nhiều vào mới có sức chứ. Ba đi làm cả ngày chỉ ngồi bàn giấy, công việc cũng nhàn, nên con không phải lo cho ba làm gì. Cứ ăn nhiều vào. Vâng, con cảm ơn ba. Tết năm nay cơ quan thưởng cũng khá, hôm nào ba dẫn con lên chợ tỉnh mua cái áo khoác mới nha. Yeah, tuyệt quá, con cảm ơn ba. Ăn đi, để ba đi múc thêm canh. Ba không sao, con đừng lo, cứ ăn đi con, ăn đi. Ba nằm một lát sẽ đỡ thôi. Ba để con dìu vào giường cho. Không, không, ba đỡ hơn rồi, ba tự đi được. Con cứ ăn đi, rồi còn học bài. Bát đũa cứ để đấy, lát ba rửa cho. Tội nghiệp ba quá, chắc ba đi làm cả ngày cũng mệt lắm. Từ nay mình sẽ rửa bát, giặt quần áo giúp cho ba. Quần áo của ba ư? Ba mang thêm bộ quần áo nữa đi.
Đấy, biết ngay mà. Hậu đậu như cậu thì sao bắt được chứ. Thôi, để tớ bắt cho. Được rồi này Hà ơi. Á hả, cậu siêu quá Minh ơi. Chuyện tớ mà lại, mang dây đây tớ buộc cho mà chơi nè. Hà ơi. Dạ, con về đây hả? Con mang chút bánh này sang biếu cô chú Tư nha. Bảo đây là quà bố cháu mới đi công tác về mua biếu cô chú. Dạ vâng ạ. Đội cái nón vào kẻo nắng đó con. Bố mẹ cháu chu đáo quá. Cho cô chú xin nhé. Cho cô chú gửi lời cảm ơn. Dạ không có gì đâu ạ. Thôi cháu về đây. Hà ơi, cầm về này. Nhớ là chơi xong phải cởi cái dây cho nó bay đi, kẻo nó chết mà tội nghiệp. Hà nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Chị Nhàn đang làm gì đấy? Có định trồng cái gì không mà nhổ cỏ chỗ này sạch thế chị? Có định trồng gì đâu chị. Tôi chỉ nhổ cỏ này cho bọn trẻ nó có chỗ sạch sẽ để mà chơi thôi mà. Chị đi chợ về à? Vâng, từ ngày có cái Hà về đây, thằng bé Minh nhà tôi vui hẳn ra đấy chị à. Xưa kia thì lầm lì, cả ngày chẳng nói với ai câu nào cả. Nhà tôi phải nói là trong cái rủi cũng có cái may chị à. Mua được chỗ đất này nhà chị, vừa với túi tiền lại gần trường học, chứ không thì không biết gia đình ở đâu nữa. Thôi thì sông có khúc, người có lúc chị à. Mãi nói chuyện tí thì quên mất. Lát nữa chị bảo cái Hà sang đây, tôi múc cho bác canh chua nhé. Tôi vừa đi chợ mua được mẻ cá béo lắm. Lát nữa nấu canh luôn cho tươi ngon chị à. Vâng ạ, con Hà nhà tôi thích ăn canh này lắm ạ. Cảm ơn chị nhiều. Mấy hôm sau. Trời ơi, vậy ư chú? Để đến bây giờ mới bán thì tăng gấp 3 lần ư? Trời ơi, tôi bán cho người ta gần năm nay mất rồi. Đấy, tôi bảo có sai đâu mà. Nếu chịu để đến bây giờ thì có phải giàu to không? Cũng chỉ tại ông nợ nần như chúa chổm nên mới phải bán vội mảnh đất ấy đi. Nếu để đến bây giờ có phải là giàu to rồi không? Hay bây giờ bà sang bên đó nói với họ xem có trả thêm được chút nào không? Mới bán chưa được một năm mà giá lại tăng lên nhiều như thế. Ở đâu ra cái chuyện lạ lùng như vậy cơ chứ? Mua bán có giấy tờ hẳn hoi, chứ có phải trò trẻ con đâu mà nhà bên ấy định làm trò mèo ấy chứ. Thôi thì cũng phải thông cảm cho người ta tiếc của, nhưng lỗi đâu phải chúng ta chứ. Lòng tham vô đấy, từ giờ không có hàng xóm láng giềng nữa, kẻo sau này lại rầy rà lắm chuyện. Và cả cái cửa thông ở tường rào giữa hai nhà nữa. Từ giờ bà cũng lấy khóa khóa luôn vào cho tôi. Minh hả? Nói chuyện với tớ không sợ mẹ mắng sao? Không sao đâu, mẹ tớ đi làm đồng một lát nữa mới về cơ. Để tớ bắt cho cậu con chuồn chuồn ớt đỏ kia nhé. Nè, hậu đậu, cầm lấy mà chơi nè. Hà ơi, Hà. Dạ, cầm cho tớ với. Vậy tớ buộc ở đây để lát cậu xuống lấy mà chơi nhé. Hà, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chơi với thằng bé Minh đó nữa cơ mà. Con có biết bố mẹ nó ra chợ nói những lời lẽ quá đáng như thế nào về nhà mình không? Mẹ, nhưng bạn Minh, bạn ấy tốt mà mẹ. Tốt cũng không được chơi với nó nữa. Con mà không nghe lời mẹ thì từ bây giờ đừng có ở trong cái nhà này nữa, nghe không? Vâng ạ. Trời ơi, hình như là... Ôi, đau quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.